tại phiên họp báo chiều ngày 4 tháng 11 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính và Công an đã có những giải đáp xung quanh việc vi phạm xe dù, bến cóc, hành vi trốn thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin, sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung, công ty Thành Bưởi có phát sinh bổ sung khoản nộp thuế, trong đó gồm thuế giá trị gia tăng năm 2019 tăng 1,91 tỷ, năm 2022 tăng thêm là 2,76 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tăng 8,7 tỷ đồng, năm 2020 tăng 3,6 tỷ và năm 2022 tăng 267 triệu. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, công ty Thành Bưởi đã nộp 21,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời đến vấn đề công ty Thành Bưởi có hay không vi phạm quy định về trốn thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, qua thực hiện công tác quản lý, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện công ty Thành Bưởi có dấu hiệu chi trả thu nhập của nhiều người lao động với số tiền lớn hơn với thu nhập tiền lương tiền công mà doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế, thì hành vi này dẫn tới trốn thuế và làm giảm thuế phải nộp thuế theo thực tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, căn cứ vào các quy định có liên quan, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để thực hiện các cuộc điều tra và theo quy định của pháp luật, và Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế và các cục thuế có liên quan phối hợp với các cơ quan công an làm rõ, cũng như xác định trách nhiệm của công ty Thành Bưởi với các hành vi trốn thuế nếu có.